Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hành live của Lưới Đường Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Và đây là Terry Thanh Hương từ Busan Tickets. Vâng, hello Lưới Đường Sài Gòn. Thanh Hương biết sao hồi nãy đó vào mới đầu thì tôi định đó mình sẽ vào ngay cái chương trình ngày hôm nay Thanh Hương đưa ra. Nhưng mà Thanh Hương lại nhắc với chúng tôi một cái chương trình diễn ra vào cuối tuần này khiến cho tôi muốn tập trung một phần trong phần nói chuyện ngày hôm nay vào cái chương trình cuối tuần này ở tại phòng hội của VNCR sẽ diễn ra một cái chương trình để nói về một cuốn sách viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là Thanh Hương. Dạ vâng, của Trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa là bác Nguyễn Văn Minh. Dạ. Bác đã nuôi cái cuốn sách này viết từng tí một trong 2 năm trời. Wow. Thì sau bây giờ đã bắt đầu ra. Dạ vâng. Và bác có thưa với Thanh Hương là đây là cây nhà lá vườn. Wow. Là bác viết bằng tay, bác đánh máy rồi con cái trong nhà. Bác Minh này là ai, biết gì về gia đình của Tổng thống Ngô Đình Diệm hay không? Ở trong nhà và là kiểu như là một người gần gũi nhất với ông Ngô Đình Cẩn. Thì wow, trong cái cuốn sách mà bác viết ra, bác nói là tại sao Tổng thống Diệm sống độc thân mà không lập gia đình. Cái đó có lẽ là chúng ta thắc mắc rất là nhiều. Vâng. Và cái chế độ chúng ta sống trong cái đời Ngô Đình Diệm như anh Thụy nói là an toàn nhất. Nghĩ là an toàn nhất, nó gọi là golden year của nước Việt Nam mình đó anh. Thưa quý khán giả, có lần chúng tôi đã trình bày về vấn đề của cựu cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và trong cái phần thông báo của Bắc Minh đó có đề đó là có những cái bài viết, có những cái lời chỉ trích ông Diệm thế này thế kia ở trên internet, nói chung là nói xấu cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Thế nhưng nếu mà quý vị theo dõi kỹ lịch sử từ thời của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta đặt câu hỏi giữa chế độ Cộng sản và chế độ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, quý vị sẽ chọn sống với chế độ nào? Thì cái câu hỏi đó rất là rõ ràng. Bởi vì lịch sử đã chứng minh vào thời của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, những người sống vào ở miền Nam lúc đó đó là an toàn nhất. Đúng chỉ rồi. Cho đến khi Mỹ âm mưu cùng với những cái thành phần mà quá khích ở miền Nam đã âm mưu để giết cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, đến lúc đó mới mở ra một cái mạng sườn lớn để Việt Minh, Cộng sản Hồ Chí Minh tấn công vào và từ đó dẫn đến việc mất miền Nam. Còn ông Ngô Đình Diệm cho đến về sau này đó, bởi vì cá nhân của ông là chống lại cái việc mà để cho đất nước mình lọt vào tay của đế quốc và chính ông cũng không muốn Hoa Kỳ xen lấn quá nhiều vào chuyện nội bộ. Và chính vì thế dẫn đến cái chết của cả hai anh em. Vâng. Thì bây giờ mình câu hỏi đặt ra thôi để mà rồi một lần nữa bắt mình đó là muốn chứng minh cho thế giới và những người mà còn quan tâm đến đất nước, hiện tình đất nước từ trong quá khứ để mình nhìn lại quá khứ mới thấy được những diễn biến ngày nay. Thanh Hương hồi nãy nói vô cùng đau buồn là nhìn trên cái tình hình thế giới ngày nay, đồng Việt Nam và con người Việt Nam ngày nay là bị xem thường nhất từ trong lịch sử, từ thời của ông Ngô Đình Diệm đến giờ. Quý vị còn nhớ, người Việt Nam vào thời của ông Ngô Đình Diệm đó là nổi tiếng lắm và không có bị khinh rẻ. Thời gian đó chúng ta không có những cái người đi lao động nước ngoài làm việc mà hèn hạ và phải bị mang tiếng tôi đến từ chế độ Cộng sản. Và chỉ cần như thế thôi, chúng ta sẽ thấy rõ được hai cái phương trời nó khác biệt nhau đúng như thế rồi, nào. Cái chương trình hội luận này sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ? Vào ngày chủ nhật này thưa quý vị tại hội trường VNCR từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vâng. Thì cuốn sách này ra mắt sách đó ra mắt sách sẽ nói hết tất cả những cái bí mật và cái sự phản bội của cũng cái lực lượng miền Nam lúc đó cũng như nghe theo lời của Mỹ để mà thời gian đó là thời của ông Tổng thống Kennedy và cũng có thể vì đó mà sau này ông đã bị ám sát một cách thê thảm luôn. Mời quý vị những ai còn quan tâm và nếu muốn biết rõ thêm những cái chi tiết mới từ cuốn sách này, mời quý vị đến tham dự tại hội trường VNCR tọa lạc ở trên đường Moran thưa quý vị, trong cái khu báo Viễn Đông Việt Báo Người Việt đó, quý vị vào đó từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều chủ nhật này. Và đó là cái phần mà chúng tôi muốn trình bày. Trở lại với đời sống ngày hôm nay, có Thanh Hương gửi cho chúng tôi cái email nói rằng là ở nước Mỹ này ai có một mối lo sợ nào đó. Sợ nhất là sợ gì? Sợ là gì? Mình có sợ khủng bố hay không? Yeah. Sợ rắn rít hay không? Sợ bệnh hoạn là lẽ nhiên chúng ta, đó là bình thường thực tế của mỗi người. Tức là câu hỏi của Thanh Hương đặt ra. Người Mỹ sợ cái gì nhất? Sợ cái gì nhất? Thì thưa quý vị, câu trả lời là chúng ta sợ nhất là đời sống chúng ta càng ngày càng sống lâu.
là người già càng sống lâu hơn. Nhưng mà cái đồng tiền của chúng ta nó có sống lâu bằng cuộc sống của mình hay không? Cuối cùng thì vẫn là tài chánh là sợ nhất. Có người nói với tôi, họ đã từng sống bị vô gia cư và họ đã từng làm chủ nhiều căn nhà. Thì họ nói đời sống giàu có vẫn sướng hơn nhiều lắm. Tại vì nói đến sức khỏe thì chúng ta phải có tiền phải không anh? Thì thưa quý vị, bốn cái step, bốn cái bước đầu tiên để chúng ta có thể giúp cho chúng ta có cái đồng tiền nó sống lâu như là cuộc sống của chúng ta, bằng cách làm những người mà người ta nổi tiếng đó, người ta đã đưa ra bốn cái điều kiện, là mấy cái bước để mình làm đó anh. Thì mình hãy tự coi mình như một người chủ nợ. Thì lúc nào mình cũng phải mỗi một tháng mình trả bill, nhưng mà mình phải giữ làm sao là mình có tối thiểu là 6 tháng tiền lương tích trữ, để cho mình không có nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ không có bị thiếu hụt, hoặc là mình rơi vào cái thật trạng là bị phá sản. Thì như anh Thụy biết vừa rồi, nghe nói Target sẽ đóng cửa 104 tiệm. Đúng vậy. Có một tiệm ở Victorville là riêng ở California, chỉ có một tiệm thôi cũng may. Vâng, mà anh Thụy thấy là sắp sửa tới mùa lễ và bao nhiêu người sẽ bị thất nghiệp, đây là một cái chuyện rất là buồn. Thì chúng ta phải bắt đầu tiết kiệm từ ngay bây giờ, chứ vị đừng có đợi. Chúng ta phải coi mình như một người chủ nợ, mình phải để dành một cái số tiền 6 tháng tiền lương của mình và mình bỏ vào những cái nhà băng nào mà cái tiền lời họ, bây giờ tiền lời nhà băng khoảng 1 chấm thưa anh, thì mình phải bỏ vào mỗi một ngày một đồng, hay là bỏ vào xa mình không có nhìn thấy nữa. Thì đa số người Mỹ đó, họ không có như người Việt Nam chúng ta bỏ tiền ở dưới gầm giường. Họ bỏ ở nhà băng saving. Đa số là họ bỏ saving. Tức là đối với họ, cái tiền mặt mà bỏ vào saving là tiền mặt rồi. Thì cần thì họ đến nhà băng họ rút ra họ xài thôi. Chứ họ không cầm một... Thứ nhất là nó nguy hiểm. Thứ nhì nữa là họ... tiền nó mặc dù nó không có... trong saving nó có chỉ chút xíu thôi, nó chưa tới 1% nữa, nhưng mà ít nhất nó đẻ tiền phải không ạ? Thí dụ họ bỏ, nhưng mà nếu mà mình bỏ trong đó $1,000,000 thì nó đẻ cũng khá nhiều phải không? Đúng rồi, anh. Thì họ nói rằng ít nhất bỏ trong saving nó an, chỉ là saving nó an toàn, thứ gì nữa cũng đẻ ra một chút xíu tiền lời, còn hơn là cầm tiền mặt. Đó là cái điểm và phải nên có 3 tháng tới 6 tháng. 6 tháng thưa anh thì an toàn nhất. Thì quý vị nhớ là mỗi lần mình lãnh lương xong mình chỉ cần bỏ ra 10 đồng thôi. 10 đồng mỗi một cái paycheck của mình. Và trong 6 tháng tiền lương của mình, quý vị nghĩ qua thời gian đó, 10 đồng quý vị sẽ có được 1.000 đồng và nhiều hơn nữa. Thì họ họ nói một cái nữa là chúng ta đừng có nên là một người loyal customer của một cái nhà băng nào hết. Đừng có trung thành với bất cứ một cái nhà băng nào hết. Mình phải đi, mình tìm kiếm. Thanh Hương nói Bank of America hơi phiền không với sao. Mình. Sao? Bank of America, Thanh Hương không có Bank of America. Wells Fargo. Wells Fargo, ok. Quý vị đi kiếm, mình phải shopping around. Cho những cái nhà băng nào đó mà họ trả tiền cho mình để mình mở account của họ. Có nhiều nhà băng họ trả 25 đồng để chúng ta mở checking account. Xong có rồi... một cái cách để dành tiền tôi thấy hay lắm đó, thưa quý khán thính giả, tôi cũng hay làm cái điều lắm lắm. Tôi cứ trả tiền, thí dụ rồi được thối tiền lẻ, rồi tôi lấy cái tiền lẻ tôi không xài, tôi bỏ vào con heo. Mỗi một ngày vào trong túi bao nhiêu tiền lẻ về cứ ném vào đó, có lúc có một tiền khoảng chừng không biết chừng 10 tháng hay năm sau, tôi có nguyên một cái hộp tiền lẻ không? Đổi ra được 200+ đô la. Đúng rồi, anh Thụy giống Thanh Hương cũng có con heo đó. Cứ mỗi lần tiền ném vào đó thì hôm thấy con heo nặng thật là nặng. Mở ra được 200+, thế là hôm đó mình dẫn đi ăn lobster này kia. Tôi mừng quá, thì có một cuối tuần tôi thấy rằng tự nhiên cái bà xã đưa tôi đi ăn rất là ngon. Thì quay về thì con heo nó biến mất. Vâng, thưa quý vị, họ phòng nói... tây trên lúc nào không biết. Có một cái cách thức mà tiết kiệm rất là dễ, anh Thụy và Thanh Hương sẽ bắt đầu làm. Bắt đầu từ ngày mai. Cái này hay. Tức là gọi là tiết kiệm trong 52 tuần, anh Thụy. Đó là một cách tuyệt vời, thưa quý vị. Trong 52 tuần tiết kiệm rất là dễ dàng. Quý vị làm sao? Cái tuần đầu tiên á, mình bỏ 1 đồng. Tuần thứ 2 mình bỏ 2 đồng. Tuần thứ 3 mình bỏ 3 đồng. Cái đó hay rồi nha. Và quý vị nghĩ đi, đến đúng 1 năm quý vị sẽ được 1.400 đồng. Một năm tức trời. Là tuần lễ thứ 52 là mình bỏ mấy trăm đồng đúng trong rồi, đó luôn. Thì quý vị tính ra 1 năm quý vị có 1.000 đồng. 1.400 chứ. Còn nếu mà chúng ta... Rồi lấy cái 1.400 đó đi shopping hết trong mùa Giáng sinh. Tuyệt vời. Vâng, đó là một cái tiết kiệm rất là hay mà Thanh Hương sẽ bắt đầu làm. Đúng như vậy. Cũng như là quý vị muốn tiết kiệm đi vacation á. Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ có một món tiền lớn để vacation hoặc là xài thẻ tín dụng, nó uổng lắm. Làm như Thanh Hương thì đúng tháng mùa hè sang năm
là mình có đủ mấy ngàn đô la, tức là mình thay vì mình bỏ một đồng hai đồng, mình bỏ một số tiền ổn định để làm sao mình nghĩ rằng cái mùa vacation sắp tới mình cần 4.000, 5.000 thì mình đến gần đến lúc đó sắp vần đến chỗ lúc mua vé máy bay đó thì mình sẽ có đủ số tiền. Anh Thụy thấy là hãng AT&T với Pacific Bell họ rất là giàu, họ cứ tính theo sen thôi. Mỗi một phút, mỗi một phút là 3 sen khi chúng ta gọi. Thì quý vị thấy bây giờ AT&T trở thành một tỷ phú. Thì chúng ta nên bắt đầu tiết kiệm để mình không có lo lắng nhiều. Cứ 52 tuần, mỗi một tuần quý vị bỏ vào một đồng. Họ nói là tốt nhất là mình làm một cái hộp hộp giày đó anh. Rồi mình cắt cái lỗ, rồi mình cứ bỏ vô, rồi mình giấu đi một cái chỗ nào đó mình không có thấy thì mình sẽ không có để ý tới. Đúng. Và chúng ta nên là đi làm á, mình mang lunch đi, đừng có đi ra ngoài ăn. Cũng như Thanh Hương thì cup và noodle cho nó lạ. Không được, cái đó mà hại sức khỏe lắm. Nhưng mà lâu lâu thôi anh, hoặc là mình mang lunch thì được. Rồi những cái điện ở trong nhà chúng ta nên tắt đi, những người ta không xài. Và họ nói là nếu chúng ta rút ra khỏi cái điện, khỏi tường luôn đó anh, thì chúng ta có thể xem được 100 đồng một năm. Riêng với cá nhân chúng tôi, có thể là quý vị cũng tương tự như chúng tôi đó, không có cơ hội, không có khả năng, không có thời giờ để ăn trưa. Chính vì thế ăn trưa bắt buộc là phải gói quà của vợ đi ăn. Cho nên á, cũng tiết kiệm khá nhiều. Quý vị tưởng tượng mỗi một buổi trưa tốn ít nhất là cũng 6-7 đồng. Dạ vâng. Như là món nhỏ thôi đó. Cứ ăn ở ngoài hoài quý vị tính lên tới 800 đồng một tháng này. Nước nôi này nó 10 đồng một ngày. Là mình cũng tốn bao nhiêu rồi, cho nên mình gói quà. Với lại cơm ở nhà thì lúc nào nó cũng đầy thừa bữa, nó ngon hơn, sạch khỏe hơn. Vâng, và đó là các bản tin chú ý ngày hôm nay. Hy vọng quý vị được tiết kiệm tiền. Nhưng mà Thanh Hương ơi, người Việt Nam mình tiết kiệm hay lắm. Cho nên nhiều quý vị nào, nếu mà quý vị có cái phương cách tiết kiệm hay đó, liên lạc với Thanh Hương quý vị nhé. Chúng tôi sẽ tiết kiệm để cho sức khỏe, để cho cuộc sống, chứ đừng kẹo quá thì lại mà không tốt. Đôi khi kẹo quá đó cũng giữ cho sức khỏe tốt đó, bởi vì không ăn gì hết. Thì mà không ăn thì nó chỉ ốm thôi, nhưng mà nó đỡ được những cái bệnh cao máu. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Cảm ơn Thanh Hương. Cảm ơn quý vị và mong là gặp quý vị chủ nhật. Từ 10 giờ tới 2 giờ tại hội trường VNCR với cuốn sách nói về đời của ông Ngô Đình Diệm. Thanh Hương sẽ có mặt. Vâng, chúng tôi sẽ cầm cuốn sách giới thiệu với quý vị vào sáng ngày thứ hai. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay theo dõi các bản tin cập nhật trong ngày. Và đừng rời khỏi băng tầng 57.7 để theo dõi tiếp tục các chương trình thường lệ quý vị nhé.